Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Digi Battle gì đó hay Digi War gì đó. Nhưng có vẻ là khá hay, nó dựa theo cái tựa game đó chính là Digimon. Và chúng ta sẽ, mình sẽ để link phía dưới anh em có thể tải về và chơi nha. Nó hoàn toàn miễn phí ở trên Android. Chúng ta sẽ đặt tên cho con nhân vật này đã, thành Eji thôi. Vẫn là sẽ như mọi tựa game khác, làm sẽ đặt tên là Thành Eji nha. Thành Eji. Ok. Sau khi đặt tên xong thì chúng ta sẽ start thôi. Start cho bắt đầu cái cuộc hành trình nào. Lên nào. Wow, đây là đâu đây? Ta tiếng Anh nhỉ? Hơi khó hiểu. Cái này giống kiểu Pokemon ta. Giống kiểu game Pokemon đại chiến nhỉ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ có thêm trứng đầu tiên chăng? Mình có thêm một con đầu tiên này. Game với nước ngoài à? Như vậy hay nhỉ? Ôi, ra cái gì đây? Đây là dạng Pokemon nhưng mà kiểu Pokemon kỹ thuật số anh em ạ. Đó, ok. Một con Agumon, chúng ta có thêm một con Agumon trong này. Bây giờ mình sẽ đi team, hiện tại team mình đang có ai ta? Mình tap vào đây này, chọn Agumon vào trong team. Và ấn X ra ngoài. Sau đó mình sẽ đi di chuyển tới chỗ để đánh nhau. Đó đều chắc chắn. Đấy, cho nó đến chỗ nào đây? Nhập vào khu vực nào đấy. Đấu luôn anh em ạ. Đấu luôn, đánh nhau luôn. Chúng ta sẽ dùng cái một chiêu, cái chiêu cào. Đồ họa khá đẹp ta nhờ. Nhìn đánh nhau chất phết. Đánh nhau phát nè. Mày này, trừ 80 máu à. Mission Digital World, một thế giới. Ok, sau khi chúng ta đánh xong chúng ta sẽ quay trở lại, return lại. Chúng ta sẽ quay trở lại nào. Và đây, đây chính là đồ họa khá là đẹp anh em ạ. Theo mình thấy đồ họa khá là đẹp. Mình sẽ nói chuyện với cái nhân vật của chúng ta bên này. Được, bật cái quạt ra cho đỡ nóng. What? Game này nó cũng hoàn toàn miễn phí. Và không biết là có hút máu không ta. Nhưng mà chắc không phải Việt Nam thì chắc đỡ hút máu hơn đấy anh em ơi. Chúng ta sẽ collect. Ok, giờ sẽ đi đâu đây? Ui cái gì đây? Một đống gì kìa. Cái này game online cái đấy. À, bọn kia nó cưỡi thú anh em ạ, thú cưỡi ạ. Thằng nào nhìn nó chất thế nhỉ. Mình sẽ dùng một cái viên gì đây? Agumon rồi, ok. Lên đường này anh em. Đi thôi. Lên đường. Chúng ta đang ở đâu đây? Wow, có hai con này. Hai ba con gì đó này. Nhìn khá là kinh. Chưa có hai con bọ và một con Agumon đen xì luôn ạ. Gridam. Kinh đấy. Trừ 19 này. Bọn này yếu mà. Có gì đâu anh em, mình sẽ có một cái chiêu gọi là Fire. Chiêu tuyệt kỹ của con Agumon này, đồ họa đẹp phết nhá. Cũng dạng kiểu 3D. Chúng ta lấy cái thu thập cái cây tăng máu, cái hồi máu. Đó, return lại này. Đẹp phết, đồ họa đẹp phết nhá. Yeah. Được chứ nhờ, một game cho điện thoại như thế này là ổn. Ok rồi đấy. Chúng ta sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ thu thập cái cây cỏ tăng máu. Bây giờ ta sẽ chọn cho Agumon. Và mình sẽ nâng cấp cái skill cho Agumon nha. Nó ta ra đi. Sau đó mình sẽ đi đi đâu đây? Nói chuyện. Nó có hệ thống nhiệm vụ nó khá là đồ sộ ra. Rồi. Đồ họa của Digimon thì lúc nào cũng đẹp rồi. Ấy, lên nào Agumon. Ôi, auto battle cho có chế độ auto nè. Bên kia còn có con gì kìa? Con rơi à? À, con rơi. Nó sẽ tự động dùng skill chăng? Có lẽ là vậy. Xong nha, có gì đây? Nhìn đẹp ghê. Chúng ta cũng hoàn thành xong cái nhiệm vụ bên này. Và mình sẽ được thêm một con Pleomon. Thêm một con nữa. Tôi đã hiểu cái nhiệm vụ rồi. Và chúng ta sẽ vào team để có thể là tap ra con này lên trên. Ok. Sau đó ấn con này vào. Ấn vào cái skill. Confirm. Level up. Các kiểu. Tắt nó đi. Đây, inventory. Chọn một cái này. Có cả đồ cả. Nhìn hay ta. Rồi. Chúng ta đến đây để làm thêm nhiệm vụ rồi. Đấy. Đi vào hồng ngục anh em ơi. Nó rất là giống Pokemon đại chiến nhá. Cái kiểu chơi với kiểu thành phố góc nhìn từ trên xuống rất là giống. Và cái kiểu đánh theo lượt lối đánh, hình ảnh, đồ họa như nhau. Có lẽ cùng một hãng với Pokemon đại chiến.
Chris Dam. Ui, sắp chết. Nó sắp chết rồi, ok, 73. Cho 73 Chris Dam, hay. Trừ thêm Dam này, có một con cây, ô mình có thể xoay được nè. Ôi, cho cây xoay được. Cho quạt nó to to lên tí cho nó. Ok, chúng ta sẽ return đã. Return rồi đó, chúng ta sẽ ok, bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đây? Free Digimon. Nó hướng dẫn là mình sẽ có một con Free Digimon ở đây. Cái gì đây? Order to Jace là cái gì đó? Cái này là quà tặng hàng ngày. Mình muốn lấy một con free, một con Pokemon, Pikimon cái Regen gì đây. Ui, mấy con này đẹp thế. Có mấy con bóng tối đấy. Nhìn hai con bóng tối trông chất nhờ. Chắc là cái thật sự, cái này cũng có người chơi đấy anh em. Đây này, thấy không? Đó, dẫn theo mấy con thú kìa. Đẹp chưa? Ui, đùa đẹp thật. Dẫn theo mấy con thú nhìn trông chất lượng thật sự luôn. Cái game này về Việt Nam thì cũng hay đấy, đúng không? Nó hay hơn cái DZ đại chiến nhiều. Đại chiến thì nó không được đẹp bằng cái này. Nhưng mà đẹp hơn nhiều. Tấn công mày. Ui, giật xét hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mission wake up cũng đã xong rồi nè. Bây giờ nó sẽ đi đâu đây? Về chăng? Retrain. Wow, khá đẹp nhỉ. Khá là đẹp. Và Commander, thằng tên là Commander Samson. Chúng ta sẽ được một cái kinh nghiệm AP Battery. Gì đấy? Nhưng mà phải mua nha. No. Có cho tôi có thêm con Pokemon nào mới không? Có nhiệm vụ đây nè. Master. À, cho có cái nó có cái quà gì đấy. Chỗ này nó tiến hóa lên à. Tăng cường một cái độ lên à. Có lẽ thế. Nhìn hay nhỉ. Nhìn hay ho ta. Giờ đây ok baby, bây giờ ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Bây giờ ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Đi đâu đây? Đây, vào trong này luôn anh em. Enter state, chúng ta sẽ vào một khu vực nào đó. Wow. Mày nhờ này 118 luôn. Một hit nó sẽ dài. Chạy đâu? Làm sao chạy được? Không thể chạy được nha, còn hai con. Tổng cộng có hai con trong này. Mình cũng hai con. Con kia khá đẹp, con kiểu nó mặc kiểu cái thời trang quần áo nhỉ. Có một sừng luôn, giống hệt con Agumon của mình. Khá muốn là có cái áo choàng và có thêm cái sừng. Nó là một dạng khác anh em ạ, nó còn là một con khác ấy. Ngày xưa mình xem phim mình cứ tưởng là hai con giống nhau cơ. Tưởng con kia là dạng hai tiến hóa cơ. Rồi, ôi, mấy con này ngoài đẹp thế. Bao giờ tụi mình có mấy con này đây? Dùng chất nhờ. Chất cái thật sự luôn. Rồi chúng ta có thêm cái gì đây? Một số cái đồ đạc. Level up. Oh wow. Bao giờ tôi nhận được con này đây? Ngày mai à? Ngày mai nhận được con này này. Con đẹp nhờ. Wow. Đẹp cách thật sự luôn. Có chữ V anh em ơi. V-Dramon. Trong ngày thứ hai. V-Dramon. Đẹp nhỉ. Không biết dạo này nó có update cho thêm trong ngày những cái loài mới không? Rồi ta ra đi vậy. Hiện tại mình có con gì mới đâu? Vẫn chỉ có những con này thôi. Có gì mới đâu ta? Ok, vào trong này cái. Và chúng ta sẽ vào trong cái hầm ngục. Để xem trong này. Yeah, đẹp đấy. Đồ hình đẹp đấy. Chris Dam kìa. Tấn công. Mưa nhờn à. Con nào muốn lên nữa? 37 máu. Sắp chết rồi. Còn một tí thôi sẽ đai. Giật xét à. Sấm xét à. Sấm xét này 100 đam. Ghê. Đây là sẽ có mấy con? Một con. Hai con. Tổng sẽ có hai con tất cả nha. Thôi lửa. Ui 347. Ghê. Ghê hay nha.
Rồi, con này sẽ làm gì đây? Tấn công. Crit Dam, con này sẽ là Crit Dam. Một hit nữa. Bắn kim tiêm à? Con này đá, con này là gà lửa. Con này khỏe thế, tự nhiên nó khỏe một cách bất thường nhỉ. Tự nhiên nó khỏe quá. Rồi, chúng đã hạ xong cái team này mà nó cũng khá là dễ dàng. Không gì khó khăn lắm. Return phát về nhá. Đấy, về trả nhiệm vụ thôi. Đấy. Chúng ta có event gì đó ở đây này. Không biết event gì. Nhưng mà quest đã complete, đã hoàn thành rồi. Đã xong luôn rồi. Và rồi thì chúng ta sẽ đi thêm một đoạn nữa. Monster đây. Vấn đề là ấn vào đâu? Cái này cho mở trứng không nhỉ? Có lẽ chưa cho mở trứng đấy. Bonus is the cái world map thế giới, map thế giới. First region, quả nào lần đầu. Oh, Monster DZ Future DZ Training. Cái nào, chỗ nào để mua Digimon ta? Mua trứng ở đây, 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 có trứng mà. Ok. Cái này được một lần free đúng không? Free nè. Ra đồ thôi, cái này không ra Digimon đâu. Biết ngay mà mình ra được cuốn sách. Mình đảm bảo anh em ra cuốn sách. Ra thật. Bên này thì cần 2400. Ui, đủ game đâu. Con rồng vàng này. What the fuck man. Hoa long. Ghê nhỉ. Có rồng vàng này. Có rồng đen này. Zuzialmon, Omegamon. Nhiều con phết. Ủa ôi. Digimon trông chất thế nhở. Ủa. Từng con đã được giới thiệu. Con này kiểu con hề ấy. Kiểu chú hề ấy nhở. Chú hề này thì xấu này. Không đẹp. Con rồng mới đẹp. Hổ trắng. Ủa. Chất thế. Đây. Phía dưới là Phượng Hoàng. Phía dưới là Phoenix. Ai da. Cái con gì? Trang bị giáp tận răng luôn. Có hai quả chùy đằng sau. Chùy gai. Hoa hồng. Hiệp sĩ hoa hồng. Con rồng mình thấy đẹp nhất. Con bọ này xấu này. Thề luôn là không đẹp. Con bọ bốn tay. Bọ ngựa. À bọ hung, bọ hung. Đấy, thanh niên này, thanh niên hiệp sĩ. Hiệp sĩ đầu sói, tay của con Agumon kìa. Rồng vàng. Mê, con này đẹp nhỉ. Game gì chất vãi shit à. Ok, thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Và hẹn gặp anh em nha. Bye bye.